Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VHand. Thì hôm nay shop mình sẽ làm một cái clip unboxing và trên tay nhanh cho mọi người một con tai nghe đến từ Sony. Và cái con này nó sẽ khá là mới lạ đối với tất cả các bạn, vì sản phẩm này nó chỉ mới ra được có vài tháng gần được trở lại đây thôi. Thì con đó con liền. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái clip khui ra để cho mọi người xem con đó là con gì nha mọi người. Và cái con trong hộp mình đang có thì là hàng 99%, nên chúng ta sẽ không có những cái hộp zin chính hãng như những cái hộp khác. Đây, đó. Và đây là sẽ có chúng ta. Đây là nhân vật chính của chúng ta nha mọi người. Và phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có là những cái bộ tiếp. Và cái này cũng không hẳn là tiếp nữa mọi người. Nó là những cái vòng móc ở bên ngoài thôi. Và chúng ta sẽ có một sợi dây sạc USB to Type-C. Đó. Và tại sao chúng ta sẽ lại không có tiếp thì lát nữa mình sẽ nói cho mọi người biết nhé. Đây, và đây, đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Sony. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Ok, và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Sony Klingbeard, hay còn được gọi là WSL-900 nha mọi người. Và đây là sản phẩm mới nhất của Sony được cho ra mắt vào thời gian mới nhất gần đây. Đó, thì như các bạn có thể thấy thì về phần bề ngoài thì cái vỏ này nó sẽ khá là nhỏ gọn. Nó, mình cảm thấy là nó sẽ nhỏ hơn hàng AirPods Pro nữa mọi người. Và về bề dày thì chắc chắn là nó sẽ dày hơn hàng AirPods Pro rồi. Và với mức giá và cái phân khúc thì con này nó sẽ so sánh giữa hàng WF-XM4, AirPods 3, AirPods Pro, vân vân. Nó có phân khúc mà tầm 4-5 triệu mọi người. Và đây sẽ là cái dòng phân khúc cao cấp của Sony luôn nha. Thì theo như Sony đang muốn tiến tới cho khách hàng, đó chính là những sản phẩm bảo vệ môi trường. Thì như các bạn có thể thấy về phần vỏ bên ngoài của con Sony Klingbeard này, chúng ta sẽ được sử dụng là những cái chất liệu tái chế của chai nhựa này nọ nha mọi người. Thì hãng đã tái chế ra thành một cái case như vậy, nên các bạn có thể nhìn ở bề ngoài thì nó trông nó khá không có được sang trọng cho lắm. Và mình cầm thì nó cũng khá là chắc tay á mọi người, nhỏ gọn. Và về phần mặt sau của con Sony Klingbeard thì chúng ta sẽ có một cổng USB, cổng Type-C giúp chúng ta có thể có tính năng sạc nhanh trên cái con tai nghe này. Và kế bên thì chúng ta sẽ có một cái nút tròn ở đây là để chúng ta nhấn be giữa con này với điện thoại của chúng ta. Về phần mặt trên thì chúng ta sẽ có được cái dòng chữ Sony. Đó, và các bạn có thể nhìn kỹ vào ở đây thì chúng ta sẽ có những cái vân làm lên trên cái case này rất là đẹp đó mọi người. Và phía phần mặt sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin về nguồn điện của con Sony WSL-900 này. Đó, thì chúng ta sẽ có một nguồn điện vào là 5V. Và con này là được made in ở Malaysia luôn nha mọi người. Và dòng điện ra sẽ là 5V 8A. Đó, nhưng một cái điểm mà mình không thích ở trên cái con Sony Klingbeard mới này, đó chính là phần nắp mở của nó. Các bạn có thể thấy thì chúng ta hãng thiết kế một cái nút ấn ở đây thì làm nó sẽ không có được tinh tế, không được hay cho lắm. Hay vì rồi cái này thì chúng ta sẽ làm một cái nắp giống kiểu có 500 hít rồi nọ thì nó sẽ trông khá là hay, khá là tinh tế hơn. Nhưng này hãng đã làm một cái nút theo phím vật lý thì sẽ có rất là nhiều bạn sẽ thích cái phím này, thì nó sẽ tạo ra một cái độ chắc chắn. Và đó, thì nếu mà chúng ta muốn mở ra thì chúng ta phải ấn cái nút này chúng ta mới mở ra được. Đó. Và đây, đây chính là cái tai nghe của chúng ta, cũng là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và về phần bên trong tai nghe thì chúng ta sẽ có hai cái tai nghe này nha mọi người. Theo mọi người thấy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là mới, khá là độc lạ trên cái con Sony Klingbeard này. Đây. Và bây giờ mình sẽ lấy ra cho mọi người xem nhé. Thì đây, đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tai nghe Klingbeard. Thì các bạn có thể thấy thì về thiết kế của con này chúng ta sẽ lại bỏ đi các tính năng. Chúng ta sẽ có đi những cái tính năng mới trên cái tai nghe và một cái thiết kế khá là mới trên cái con tai nghe này. Thì chúng ta sẽ không có những cái bộ tiếp hay là những cái nấm nghe như những cái con tai nghe khác. Mà thay vào đó thì hãng sẽ làm nguyên một cái cục này luôn rồi nha mọi người. Đó. Và chúng sau bên trong đây chúng ta sẽ có được những cái lỗ loa ở đây. Và cái cách đeo của con này thì những người ban đầu mới vừa đeo á, chúng ta sẽ rất là khó chịu khi cái việc đeo rạo á, thì nó sẽ khá là khó. Và mình đeo gần mình cảm thấy nó dễ rớt lắm mọi người, tại vì mình đeo chưa quen á. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có cái móc để gài vào cái tay của chúng ta nè. Đó, và ở đây nó sẽ có một cái lỗ tròn. Đó, và đeo vào tay thì nó cảm thấy rất là đẹp mọi người, nó rất là nhẹ luôn. Chúng ta có thể đeo trong một thời gian dài luôn cũng được. Và như Sony con bố á, thì cái con này nó sẽ chuyên về đàm thoại. Đó.
nên chúng ta sẽ không có thiên về âm thanh lắm. Và cái Sony muốn cái con này tới người dùng với cái tiêu chí là sẽ không cho chúng ta tách biệt với xã hội bên ngoài. Tại sao? Là do chúng ta sẽ có thể nghe được những âm thanh bên ngoài vô trong con này luôn, nên Sony không có thích hợp vào cái tính năng ANC trên cái con Sony Linkbird này.